Thôn Phong Môn nằm sâu trong một con ngõ vô danh thuộc ngoại ô giữa tỉnh Hải Dương và Kinh Tác. Những ngôi nhà ở đây thì mang đậm phong cách kiến trúc thời Minh, Thanh, và đây cũng là đặc điểm nhận dạng của ngôi làng này với lịch sử lên đến hàng trăm năm. Trong đó thì có một căn trạch viện lớn với một chiếc ghế thái sư bày giữa phòng khách. Người ta còn truyền tai nhau rằng bất cứ ai ngồi vào chiếc ghế đó thì đều phải trả giá bằng cả sinh mạng. Sau này thì vì tò mò về tin đồn cho nên là có một nhóm 4 người đã tìm tới tận thôn Phong Môn để ngồi thử vào chiếc ghế đó. Nhưng sau đó thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ là trong tất cả những bức ảnh họ chụp lại có xuất hiện một khuôn mặt người một cách mờ mờ ảo ảo. Và càng kỳ lạ hơn là những bức ảnh này sau khi chuyển vào máy tính thì đều chuyển thành màu đen. Và có rất là nhiều những điều kỳ lạ xảy ra sau đó, như là những người mà vào trong ngôi làng này hoặc là đi qua ngôi làng này thì tất cả những cái thiết bị tìm đường như là la bàn hoặc GPS đều không hoạt động. Nhưng sau khi họ đi ra khỏi ngôi làng thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Trong tin đồn thì nó kinh dị là vậy đấy. Tuy nhiên, trên thực tế vào ban ngày thì nơi đây lại là một nơi có cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp với con sông Tiêu Diêu có dòng nước trong vắt. Vì nó đẹp là thế cho nên đã có một đoàn du khách tới bờ sông Tiêu Diêu để cắm trại và ngủ qua đêm. Khi lửa trại đã tắt, mọi người đều chui vào lều để ngủ thì tiếng niệm kinh A Di Đà Phật lại vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều rợn hết cả tóc gáy. Đến sáng hôm sau thì mọi chuyện lại trở lại bình thường. Tuy nhiên, trở về sau chuyến du lịch đó thì một cô gái ở trong đoàn có tên là Nguyệt Nguyệt đã phát hiện ra trên cổ mình có 3 vết chảy xước. Mà khi đi cắm trại thì cô ấy cũng mặc áo khoác rất là dày và đều ngủ ở trong túi ngủ. Vậy thì 3 vết xước này xuất hiện bằng cách nào? Nguyệt Nguyệt cũng đã đi khám bác sĩ, thế nhưng tất cả đều không thể tìm ra bệnh. Người ta đã thống kê được rằng có khoảng 8 câu chuyện xảy ra ở nơi này từ năm 2002 cho đến năm 2007. Và những đoàn khách du lịch đã đến đây một lần thì không hề có lần thứ hai nữa. Còn các bạn có muốn đến để trải nghiệm những câu chuyện của những người đi trước đã kể hay không? Nếu có thì các bạn hãy comment phía dưới nhé.